Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà sữa Thái Xanh Milk Farm. Cách làm như sau. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho 120ml trà sữa Thái Xanh. Rồi, mình sẽ đổ trực tiếp vô ly luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho đá vô. Rồi sau đó mình sẽ cho Milk Farm đổ trực tiếp vô luôn. Rồi sau đó mình sẽ dắt một chút xíu bột matcha lên. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.